Tiền thân là một bản tin nội bộ của Thành đoàn Hà Nội. Năm 1985, báo Tuổi Trẻ Thủ đô chính thức ra đời với chức năng là diễn đàn, cơ quan ngôn luận của thế hệ trẻ thủ đô. Từ tờ báo in phát hành 2 số một tháng, đến nay, sau 39 năm, tờ báo đã có bước phát triển vượt bậc với nhiều ấn phẩm. Quay trở lại năm 2014, trước xu thế phát triển chung của báo chí trong nước và quốc tế, nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của tờ báo là một diễn đàn mở cho thế hệ trẻ thủ đô. Trang thông tin điện tử tuổi trẻ thủ đô.vn đã ra đời. Đây được coi là một bước đột phá của báo Tuổi Trẻ Thủ đô trong hành trình hòa nhập vào dòng chảy báo chí hiện đại để phụ sự bạn đọc. Ngày 21 tháng 3 năm 2014, theo giấy phép số 147 GP-TTTT của Cục Phát thanh Truyền hình của Bộ Thông tin và Truyền thông, trang thông tin điện tử tuổi trẻ thủ đô.vn đã chính thức ra mắt bạn đọc với nhiều chuyên mục hấp dẫn. Với công nghệ hiện đại, trang thông tin điện tử tuổi trẻ thủ đô.vn được thiết kế với giao diện trẻ trung, cập nhật nhanh, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của độc giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Những ngày đầu, các phóng viên, biên tập viên vừa phải lo cập nhật thông tin trên ấn phẩm điện tử, vừa xuất bản báo in 3 số một tuần. Đa phần, họ còn bỡ ngỡ khi phải bắt nhịp với loại hình báo chí mới. Ban đầu thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì anh em cũng tiếp cận một loại hình báo chí rất mới. Tuy nhiên là cũng thường xuyên học hỏi lẫn nhau và học hỏi từ đồng nghiệp báo bạn nên là mọi thứ cũng dần dần vận hành được trơn tru. Mang một sứ mệnh, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của Thành đoàn Hà Nội, các phóng viên, biên tập viên của Tuổi Trẻ Thủ đô điện tử đã xác định rõ trách nhiệm đi đầu trong việc định hướng tuyên truyền để báo trở thành kênh thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, là cầu nối giữa tổ chức đoàn và các đoàn viên, trở thành nguồn thông tin tin cậy đối với bạn đọc và thế hệ trẻ. Những bài viết được truyền tải đến bạn đọc một cách nhanh nhất theo một quy trình xuất bản khoa học và nghiêm ngặt, góp phần tuyên truyền hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là định hướng lối sống, bồi đắp lý tưởng cống hiến cho thanh niên. Cũng từ đây, các phóng viên, biên tập viên của Tuổi Trẻ Thủ đô dần trưởng thành và có nhiều bứt phá trong cách thu thập thông tin, tác nghiệp để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng. Thời điểm khi mà báo chuẩn bị ra mắt trang thông tin điện tử Tuổi Trẻ Thủ đô thì những phóng viên như chúng tôi thì vừa cảm thấy vui mừng, hồi hộp nhưng cũng tràn đầy lo lắng. Trước đây chúng tôi đều chỉ quen với việc là làm báo giấy. Bây giờ phải trực tiếp trình bày những cái bài báo của mình ở trên điện tử thì cũng lúng túng trước yêu cầu đòi hỏi thực tế. Và cộng với sự động viên khích lệ, tạo điều kiện hết sức của ban biên tập thì chúng tôi được tham gia học hỏi rất nhiều ở khóa tập huấn. Thì dần dần chúng tôi cũng hòa nhịp, bắt kịp được với những cái thao tác hay những cái kỹ năng của việc trình bày báo điện tử. Xác định phương châm, báo Tuổi Trẻ Thủ đô phải bắt kịp nhanh, hòa nhập cùng dòng chảy báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số và cuộc cách mạng 4.0, ban biên tập báo đã không ngừng nỗ lực tiên phong tìm hiểu, cập nhật kiến thức công nghệ. Câu chuyển đổi số phải bắt đầu từ tư duy điều hành. Trang tin điện tử tổng hợp của Tuổi Trẻ Thủ đô ra đời đúng vào cái kỷ niệm 83 năm ngày sinh nhật đoàn 26 tháng 3 năm 2014. Và sau 3 năm thì cái trang tin điện thông tin điện tử tổng hợp của báo đã được rất nhiều bạn đọc biết đến. Và ban biên tập chúng tôi nhận thấy cái xu hướng chuyển đổi nâng cấp từ tờ trang thông tin điện tử lên báo điện tử là cái sự rất cần thiết trong cái thời đại mà số. Chính vì vậy mà ban biên tập đã đầu tư và đã được sự đồng ý của các quan chức năng là chúng tôi đã nâng cấp xin phép từ chuyển từ trang điện tử thành báo điện tử. Về hình thức, báo đã ngày càng theo kịp tiến độ nhanh nhạy của thông tin so với các báo điện tử khác theo hướng đa phương tiện: tin, ảnh, video, infographic, long form, mega story. Về nội dung, báo tận dụng công nghệ đa nền tảng phát trực tiếp các chương trình, sự kiện của báo như giải cầu lông học sinh, sinh viên, chương trình ơn nghĩa sinh thành, festival Chí Linh, Hải Dương, linh thiêng đình chèm, giai điệu tự hào. Với những cải tổ về nội dung trên báo điện tử, các chuyên trang của báo, tăng độ tương tác với bạn đọc, chất lượng chuyên môn của báo in và thủ đô điện tử đã nâng lên rõ rệt. Điều đó không chỉ thể hiện ở việc lượng người truy cập trên báo điện tử tăng, mà tên của các phóng viên, biên tập viên với các tác phẩm đăng trên Tuổi Trẻ Thủ đô điện tử đã liên tục được xướng tên tại các lễ trao giải báo, giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam, giải báo chí xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
giải báo chí viết về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Giải báo chí Ngô Tất Tố, không hài lòng với thành quả đạt được trước nhu cầu càng cao của độc giả. Báo điện tử Tuổi Trẻ Thủ Đô liên tiếp ra mắt các chuyên trang Khởi nghiệp trẻ, Giáo dục trẻ, Tuổi trẻ và Pháp luật, với đội ngũ phóng viên trẻ năng động, sáng tạo, không ngừng học hỏi và trau dồi nghiệp vụ. Chuyên trang đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng độc giả, không chỉ bởi thông tin nhanh, chính xác mà còn là những loạt bài chuyên sâu, chất lượng cao. Trong những năm gần đây thì ban điện tử chúng tôi đã thể hiện được tốt cái vai trò của mình. Có nhiều các tuyến bài sâu được đánh giá cao, nhiều tác phẩm đã đạt giải báo chí. Chỉ tính riêng trong năm 2023 thì ban điện tử chúng tôi đã có 7 tác phẩm đạt giải báo chí từ trung ương đến địa phương. Với cái thế mạnh có nhân sự trẻ, khả năng thích ứng cao và cập nhật công nghệ thông tin mạng xã hội tốt thì các phóng viên, biên tập viên của ban điện tử cũng đã nỗ lực để tăng cái lượt tiếp cận của bạn đọc tới báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Thời gian tới, ban điện tử chúng tôi sẽ cố gắng phát huy những thế mạnh và khắc phục những cái điểm yếu của mình để từ đó thì có thể cùng báo Tuổi Trẻ Thủ Đô vững bước trên cái hành trình chinh phục những cái đỉnh cao mới. Bên cạnh đó, trước sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin và mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, đòi hỏi sự cạnh tranh thông tin nhanh, chính xác, tính phản biện cao, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô nói chung và Tuổi Trẻ Thủ Đô điện tử cùng các chuyên trang điện tử của báo nói riêng đã từng bước cải tổ nội dung các ấn phẩm, tiệm cận phương thức tác nghiệp của báo chí đa phương tiện. Các bài viết không chỉ xuất bản trên báo điện tử mà còn được cập nhật trên fanpage của báo để lan tỏa thông tin nhanh nhất đến với độc giả, đồng thời tăng tính tương tác, phản biện hai chiều của độc giả với báo. Tờ báo Tuổi Trẻ Thủ Đô của Thủ đô Hà Nội đã có lịch sử hình thành phát triển trong 39 năm. Trong đó 10 năm vừa qua thì tờ báo điện tử Tuổi Trẻ Thủ Đô đã đến với độc giả và hòa cùng với xu hướng là cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số trong báo chí. Thì Tuổi Trẻ Thủ Đô online đã cung cấp cho độc giả rất nhiều hình thức báo chí hiện đại, tiếp cận được với những công nghệ mới như là long form, infographic, e-magazine. Và tôi cũng là một độc giả thường xuyên của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cũng như là báo Tuổi Trẻ Thủ Đô online. Thì tin tức của Tuổi Trẻ Thủ Đô online đã kịp thời cập nhật rất nhiều cái tin tức ở rất nhiều góc cạnh trong các hoạt động của các cơ quan, chính quyền, đoàn thể và của nhân dân thủ đô đến bạn đọc của Hà Nội và của đất nước. Trong suốt 39 năm xây dựng và phát triển, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô luôn giữ vững tôn chỉ mục đích là tờ báo của tổ chức đoàn, là diễn đàn của thế hệ trẻ thủ đô và cả nước, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy, chính quyền và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Báo cũng lan tỏa tinh thần nhân ái vì cộng đồng trên khắp mọi miền đất nước với những chương trình thiện nguyện ý nghĩa, thể hiện tinh thần Hà Nội vì cả nước, được đông đảo bạn đọc theo dõi và ủng hộ. Trên hành trình phụng sự bạn đọc 39 năm ấy, có dấu ấn đặc biệt và đầy bản sắc của tờ báo điện tử Tuổi Trẻ Thủ Đô. Tròn một thập kỷ trưởng thành và phát triển, báo điện tử Tuổi Trẻ Thủ Đô.com.vn giờ đây đã tạo cho mình bản sắc, dấu ấn riêng và có được chỗ đứng nhất định trong lòng bạn đọc, đặc biệt là các độc giả trẻ. Chúng tôi đánh giá rất cao những cái tính hiệu quả, tính sáng tạo mà báo của chúng ta cũng đã thực hiện trong những cái thời gian vừa qua. Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng với những cái vị thế, với những cái kết quả, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô điện tử của chúng ta sẽ tập trung vào khai thác thật hiệu quả cái không gian mạng này. Và đối với những cái xu thế báo chí hiện đại của chúng ta, thì thay vì việc độc giả, bạn đọc sẽ phải đi tìm thông tin, tìm báo của chúng ta, thì trong cái thời gian tới thì chúng ta cần phải ứng dụng các cái công nghệ số, xây dựng các cái kênh ở trên các cái nền tảng xã hội để bạn đọc ở đâu thì báo chí của chúng ta ở đó. Với khát vọng, hoài bão, niềm tin mạnh mẽ qua những bước trưởng thành, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đang tiếp tục đầu tư nhân lực, vật lực và không ngừng đổi mới tư duy. Cán bộ, biên tập viên, phóng viên tiếp tục trao dồi chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả số. Năm 2021, Tuổi Trẻ Thủ Đô trở thành một trong 4 cơ quan báo chí ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2026 với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Đây là cơ sở để báo Tuổi Trẻ Thủ Đô truyền thông đậm nét, nổi bật về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, mang đến những thông tin hữu ích cho người dân và giới trẻ. Mới đây nhất, báo đã ký kết với Người Lao động, Vietnamnet để khai thác nội dung thông tin giữa các bên, hỗ trợ nhau về chuyển đổi số, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, cùng nhau hợp tác và phát triển.
Đây là những mốc son đáng nhớ và đầy tự hào trên hành trình phát triển của Tuổi Trẻ Thủ Đô. Hành trình 10 năm qua của Tuổi Trẻ Thủ Đô Điện Tử đã trở thành trụ cột không thể thiếu trong hệ sinh thái của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, với các ấn phẩm báo giấy Tuổi Trẻ Thủ Đô, Tuổi Trẻ Đời Sống, Khởi Nghiệp Trẻ và các ấn phẩm điện tử Tuổi Trẻ Thủ Đô Điện Tử, Tuổi Trẻ Pháp Luật, Khởi Nghiệp Trẻ và Giáo Dục Trẻ. Và chúng tôi với một cái giá trị cốt lõi là bản lĩnh, khát vọng, nhân văn và bứt phá, và là nhìn lại một cái chặng đường 10 năm báo điện tử và 39 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên. Để những người làm báo Tuổi Trẻ Thủ Đô rất tự hào và rất là vinh dự và cảm ơn các đồng chí thường trực thành đoàn các thời kỳ, đặc biệt các đồng chí lãnh đạo báo qua các thời kỳ đã xây dựng cái nền tảng để cho những người Tuổi Trẻ Thủ Đô, cho những cán bộ phóng viên hiện nay được thừa hưởng và tiếp tục phát huy để làm sao xây dựng Tuổi Trẻ Thủ Đô ngày càng vững mạnh và phát triển. Thay mặt cho 30 tập thì tôi phải gửi lời cảm ơn đến tất cả các đồng chí cán bộ, phóng viên, người lao động của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô trong suốt thời gian vừa qua đã đồng lòng, đã khát vọng cùng với 30 tập, và đặc biệt là cái sự đoàn kết thống nhất của toàn bộ cán bộ trong tòa soạn đã giúp Tuổi Trẻ Thủ Đô của chúng ta ngày càng đứng vững. Và mong rằng trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục phát huy các thế mạnh để mà cùng nhau đưa Tuổi Trẻ Thủ Đô của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh. Tròn một thập kỷ với nhiều dấu ấn tự hào, Tuổi Trẻ Thủ Đô Điện Tử đã nhanh chóng hòa nhịp với dòng chảy báo chí hiện đại, tô thắm cho hành trình 39 năm xây dựng và trưởng thành của tờ báo. Với quyết tâm mạnh mẽ chinh phục đỉnh cao mới và sự đồng lòng, đoàn kết của cán bộ, phóng viên, biên tập viên tòa soạn, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô chắc chắn sẽ trở thành diễn đàn lớn của thế hệ trẻ Hà Nội và cả nước. Và hành trình hòa nhịp với dòng chảy báo chí hiện đại, trở thành cơ quan báo chí truyền cảm hứng về câu chuyện chuyển đổi số, bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại cách mạng 4.0, sẽ mãi là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, người lao động báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Chẳng đừng tôi đi, chẳng sẽ xa. Chẳng đừng tôi qua, còn bao ngỡ ngàng. Lòng này sẽ mê, dù đời người khăn che, tôi sẽ vẫn bước qua. Gặp cảnh soi đá, dù tôi vấp ngã, lòng tôi vẫn vững tin. Tin vào tình yêu, niềm hạnh phúc này. Và đam mê này ngỡ ngỡ theo những tiếng nhạc say say lời ca tôi hát cho vui đời, tiếng đàn lời ca từng rừng hoa cỏ.